Xin kính chào quý ông bà anh chị em Hôm nay chúng ta đang ở tuần thứ 18 Thường niêm niên năm c Hôm nay cũng là ngày Kính Thánh Ignacio đấng sáng lập dòng tên Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các tu sĩ dòng tên Để trung thành với đặc sủng của đấng sáng lập Và giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xét xử sự, sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này. Có một nhà phú hộ kia ruộng nương xin nhiều hoa lợi mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này phá những cái kho kia đi xây những cái lớn hơn rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó lúc ấy ta sẽ nhủ lòng hồn ta hỡi hãy mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm thôi cứ nghỉ ngơi cứ ăn uống vui chơi cho đã nhưng thiên chúa bảo ông ta đồ ngốc nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt thiên chúa thì số phận cũng như thế đó đó là lời chúa kính thưa quý ông bà anh chị em nhân cơ hội có một người đến xin chúa giêsu chia tài sản trong gia đình thì Chúa đã cho họ một bài học không phải vì của cái nhiều mà mạng sống của con người được bảo đảm đâu đi ngược với xu thời của thời nay mà mỗi thời đều vậy người ta bảo đảm đời sống của mình bằng của cái vật chất bằng những vũ khí tối tân hoặc là những cái xe bọc thép họ còn sản xuất bom nguyên tử để bảo vệ cho quốc gia nhưng tất cả những điều đó là hủy hoại là chết vậy thì đâu là điều bảo đảm cho mạng sống của chúng ta để biết được chuyện này chúng ta cùng nhau chia sẻ có ba cái loại của cải mà người ta đi tìm mà không biết thứ tự của nó ở đời người ta hay đi tìm của cải vật chất nhà cửa bất động sản xe hơi tiền bạc gửi ngân hàng tất cả những thứ đó người ta bảo rằng bảo đảm cho cái cuộc sống của họ nhưng có phải vậy không tiền của ư một trận động đất một cuộc hỏa hoạn hoặc là một sự đạo chánh tiền đổi chẳng hạn vậy thì chúng ta trắng tay không có gì gọi là bảo đảm có điều cụ thể thứ hai người ta cũng đặt thêm vị trí thứ hai ấy là sức khỏe của mình. Sức khỏe đúng là một trong những của cải mà người ta cũng hay quên. Tôi có một anh bạn tôi năm nay U60, anh bạn tôi là U70. Anh nói với tôi như thế này, cha biết không, lúc còn trẻ con bán sức khỏe để mua vàng. Còn bây giờ trong não của con có một cái u và con bán vàng để mua sức khỏe mà không được cha cho nên cái của cải thứ hai mà người ta tuổi trẻ hay quên ấy là cái sức khỏe của mình chúng ta đấy cũng là một tài sản quý nhưng mà có thực bảo đảm không một ngày nào đó thân xác này cũng sẽ bị rã cũng bị tan biến và thì cái điều sâu xa nhất là cái gì của cải thứ ba mà người ta cũng hay quên đấy là tình yêu vào Thiên Chúa niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Khi mà có cái niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta, lúc đó ta đến ông Hoàng là bởi vì sao tất cả tình yêu của Thiên Chúa làm cho con người của chúng ta được bình an, được hạnh phúc. Cậy trong vào lòng của Thiên tình yêu của Thiên Chúa, ta đỡ lo lắng. Một ngày nào đó mọi sự sẽ qua. Tất cả cái điều đó nó làm cho chúng ta ăn ngon ngủ yên không giận ghét không ghen tị không nói hành không nói xấu tất cả cái cuộc sống bình an và hạnh phúc đó nó làm cho chúng ta có sức khỏe mà khi có sức khỏe rồi tự nhiên của cải có cho nên kính thưa quý ông bà anh chị em nhân lời chúa hôm nay chúng ta lại đặt lại cái vị trí nấc thang giá trị của củ cải nếu như ở đời người ta bảo rằng vật chất sức khỏe niềm tin vào thiên chúa thì lời chúa hôm nay nhắc cho chúng ta đặt ngược lại thứ nhất phải là niềm tin vào thiên chúa thứ hai sức khỏe tập tành một trong thân thể tráng truyện không bệnh tật và thứ ba mới là của cải vật chất sống được như thế chúng ta đã được chiếm hữu được nước trời ngay tại thế này rồi khi mà ai sống trong tình yêu sống trong sự khiêm nhường thì ở đó có thiên chúa ở đó có thiên chúa là thiên đàng vậy Chúng ta cầu nguyện cho nhau hôm nay Chúng ta nhắc lại lời cầu nguyện của Thánh Ignacio Ngài đã cầu nguyện với tất cả sự xác quyết của Ngài Điều gì quý nhất trên thế gian này như thế này Lạy Chúa xin hãy nhận lấy tất cả tự do trí khôn và ý chí của con Tất cả những gì con có và đang làm chủ Chúa đã ban cho con Nay con xin trao lại cho Chúa cả là của Chúa, xin Chúa hãy sử dụng hoàn toàn theo tôn ý của Ngài. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa đối với con thế là đủ. Vậy thì đấy là lời cầu nguyện của Thánh Ignacio. Chúng ta cũng lời mượn lời của Ngài để cầu xin Chúa tình yêu và ân sủng Chúa thế là bảo đảm cho cuộc sống của con chứ không phải là của cái vật chất thế gian này. Amen.